Truyền thuyết về cây thông Noel. Một mùa đông giá rét nọ, tại một vùng đất xa xôi, nơi bìa rừng, có gia đình tiều phu nghèo sinh sống. Tuy nghèo, nhưng gia đình người tiều phu rất đầm ấm. Người tiều phu có hai con, một trai, một gái, và cả hai bé đều rất ngoan. Mùa đông năm ấy, khi gia đình người tiều phu đang quay quần bên lò sưởi và dùng bữa tối đạm bạc, thì nghe có tiếng gõ cửa. Người tiều phu ra mở cửa, gió lạnh tạt vào nhà. Trong làn tuyết rơi, ông thấy có một cậu bé tuổi trạc con mình đang đứng run lẩy bẩy, quần áo rách rưới và có vẻ đang rất đói. Người tiều phu thấy cậu bé như vậy rất thương, liền mời cậu vào nhà. Này cậu bé, vào nhà đi, vào nhà đi. Cậu bé vào nhà, người tiều phu liền kéo ghế mời cậu ngồi vào bàn ăn. Ông còn cầm theo một chiếc khăn ấm để cậu quàng vào cho đỡ lạnh. Người tiều phu dọn thêm một đĩa thức ăn cho cậu bé, dù bữa ăn của gia đình chẳng có gì nhiều. Cả gia đình nắm tay nhau cầu nguyện trước bữa ăn. Họ cùng tạ ơn Thượng Đế vì có một ngôi nhà ấm áp để ở, và giữa mùa đông giá rét, họ vẫn có thức ăn để dùng. Sau bữa ăn, người tiều phu còn dọn sẵn một chỗ ngủ với chiếc mền ấm áp cho cậu bé. Sáng hôm sau, cả nhà bị đánh thức bởi tiếng hát cao vút bên ngoài hiên. Gia đình người tiều phu liền mở cửa sổ để xem điều gì đang xảy ra. Và họ nhìn thấy, kìa, cậu bé đêm qua tá túc nhà mình đang cùng các thiên thần đứng ca vang bài hát mừng Giáng sinh. Cậu bé ăn mặc rách rưới, cùng họ dùng bữa tối ngày hôm qua đã không còn nữa. Thay vào đó là cậu bé khôi ngô, khuôn mặt sáng ngời. Cậu khoác chiếc áo choàng lộng lẫy, bao quanh bởi những hào quang. Gia đình người tiều phu còn chưa hết ngạc nhiên thì cậu bé cất lời: ta chính là chúa hài đồng, đã được gia đình con đối đãi rất tử tế tối hôm qua. Bây giờ ta có một món quà cho cả nhà đây. Nói xong, chúa hài đồng liền bẻ một nhánh cây linh sam, cắm xuống đất có lớp tuyết phủ dày. Vừa cắm nhánh cây, chú hài đồng vừa nói: kể từ nay, cây này sẽ cho thật nhiều trái vào mùa Giáng sinh, và gia đình con thậm chí còn có nhiều hơn nữa, kể cả trong mùa đông lạnh giá. Khi gia đình người tiều phu đang lắng nghe câu nói ấy, thì cành cây linh sam đâm nhánh thành một cái cây sum suê. Cây được trang hoàng bởi những quả táo vàng và những hạt màu bạc. Kể từ đó, gia đình người tiều phu no đủ và không còn khổ sở hay thiếu ăn nữa. Câu chuyện về cây thông Noel thật ý nghĩa khi mang đến cho chúng ta một thông điệp rằng hãy giúp đỡ người khác khi họ cần. Một khi chúng ta giúp đỡ họ, chắc chắn lòng tốt của chúng ta sẽ được ghi nhận và được đền đáp. Câu chuyện đến đây là hết rồi. Hẹn gặp lại các bé ở những câu chuyện tiếp theo nhé.